Tiếp tục này, sau khi môn thứ nhất các bạn ấy đã làm thì các bạn học viên có thể nói được 10 phút. Chúng ta cố gắng là môn thứ hai thì các bạn ấy cũng có thể nói được thêm 10 phút nữa. Tức là các bạn học 10 buổi các bạn có thể nói được 20 phút rồi đúng không? Tiếp theo này, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về từ cái môn khung phẩm mà chúng ta sẽ hỏi được các bạn nước ngoài những cái câu mà rất là đơn giản mà các bạn học viên hay hỏi thì chúng ta sẽ phát triển cái ý đó ra. Nhất là câu đầu tiên của mình cần nói đó là Do you try phở? Bạn đã thử phở chưa đúng không? Cái câu này chắc chắn là bạn học viên nào nói mình hỏi là chưa, chị hỏi bạn ấy là chị bạn ấy đã thử phở chưa thì học viên sẽ hỏi câu này đúng không? Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra là nếu mà các bạn ấy vừa mới đến thì bạn sẽ không biết là phở, bạn ấy sẽ không biết là no, what is phở, các bạn sẽ hỏi là phở là cái gì. Thì bắt đầu nếu mà là no thì phở là cái gì thì bắt đầu chúng ta chém ngay trang đầu tiên của bài phở không? Phở is Vietnamese noodle soup with special broth, fresh rice, oil and phở. You heard nó phở is popular street food in Vietnam. Các kiểu đó đúng không? Nếu mà là no ấy thì sẽ đánh sang bài phở luôn. Phở is Vietnamese noodle soup with special broth. Xong rồi chưa? Nếu mà các bạn bảo là yes đấy, các bạn đã ăn rồi thì mình sẽ hỏi các bạn ấy là à, thế hôm trước bạn ăn thì bạn ăn loại phở gì đúng không? Là loại tiếp tục là loại gì nhỉ? Loại thì sẽ chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu nghĩa là what kind of phở did you eat đúng không? Hôm trước bạn ấy eat là bạn ấy phở gì đúng không? Thì em sẽ hỏi luôn đó là what which one do you prefer? Tức là các bạn ấy sẽ ăn, giả sử các bạn ấy mà ăn một phở, ăn phở gà mà ăn cả hai rồi thì mình sẽ hỏi là bạn thích ăn cái loại nào nhất đúng không? Which one do you prefer? Sau nhá, khi mà hỏi các bạn ấy prefer xong thì mình sẽ hỏi là à, hôm trước bạn ăn á, thì bạn ăn phở đấy có như thế nào đúng không? Bắt đầu mình sẽ hỏi tiếp này. Đó là nhờ how did you eat phở last time đúng không? Là how did you eat phở last time? Cái lần đấy đó, bạn ăn là phở là bạn ăn như thế nào? Thì người ta bảo là ta cũng chẳng nhớ nữa lại ăn cái gì đó. Các thứ này nọ, các bạn cũng không biết gia vị các thứ gì đâu. Hoặc là các bạn cứ ăn luôn thôi. Thì các em sẽ recommend các bạn đấy là bạn em sẽ giới thiệu cho bạn đấy là cách ăn phở properly, là cách ăn phở một cách gọi là chuẩn đấy. Chuẩn Việt Nam á, đấy là gì? Em sẽ hỏi là Do you want to know how to eat phở properly đúng không? Bạn có biết, bạn có muốn biết là làm sao để ăn phở cách chuẩn xác không? Rồi tại sao mình hỏi câu này, bắt đầu các em sẽ đánh sang cái phần ingredients đúng không? Mình sẽ biết lại có rất nhiều chili này, chili sauce này, lamb này, và đánh luôn cả cái taste của nó nữa. Các bạn có thể nói với bạn này nhá, sau khi hỏi câu này thì chắc chắn là 10 bạn đến 9 bạn sẽ gọi là yes, I know, I want, đúng không? Các bạn sẽ rất muốn biết thì mình sẽ hỏi là mình sẽ hướng dẫn các bạn học viên một bài, đó là khi mà ăn phở đó thì bạn nên này cho chanh vào, thì bạn có thể ăn chua này, bạn cho tỏi cái gì nhỉ, pickle vinegar, tức là cái tỏi tỏi giấm á, garlic vinegar, garlic pickle garlic vào này, hoặc là cho chili sauce này, thì bạn có thể ăn cay này các kiểu, bởi vì nó sẽ làm cho cái món ăn trở nên thì là flavorful, nó sẽ tasty hơn rất là nhiều đúng không? Đó thì qua cái câu này thì các bạn học viên sẽ chém được ra tất cả những cái ingredient này, test mà các bạn đã được học trong cái môn phở thứ hai của học viên của các em, đó là phải là hướng dẫn học viên ăn phở trước. Đúng không? Tức là dùng một cái mẫu câu là you can use with lamb này, lamb juice if you can eat salty, à xin lỗi sour đúng không? Đó thì em sẽ dạy cho các bạn cái mẫu đấy nhá. Tiếp theo, sau khi xong cái phần do you try phở rồi á thì cái này thì em sẽ có thể hỏi các bạn ấy một câu đó là do you like it đúng không? Bạn có thích phở không? Hoặc là không, chắc chắn là các bạn sẽ nói là thích rồi. Trong câu đầu tiên
Câu thứ hai mà các bạn học viên rất hay hỏi, câu thứ hai các bạn học viên nên hỏi là gì nhỉ? Bạn nên hỏi là có phở ở nước của bạn không, đúng không? Is there phở in your country? Có phở ở nước của bạn không? Hỏi câu này là để gì? Để mình trao đổi văn hóa, đúng không? Đó, is there phở in your country? Các bạn em hỏi là có. Kể cả có hoặc là có nhé, thì mình sẽ hỏi là gì nhỉ? Bạn phải trả bao nhiêu tiền cho một tô phở, đúng không? Là gì nhỉ? How much do you pay for a bowl of phở, đúng không? In your country, bạn phải pay bao nhiêu tiền cho một tô phở ở đất nước của bạn, đúng không? Và tiếp theo hỏi cái đấy thì mình sẽ hỏi về gì? Bởi vì đất nước các bạn có thì mình sẽ hỏi cái sự khác biệt giữa phở của nước bạn ấy với cả phở của Việt Nam, đúng không? Mình sẽ thử có câu khác biệt đó là What is the difference about the taste between different between gì đó phở ở nước bạn và phở em phở ở Việt Nam, đúng không? About the taste different about the taste. Between phở in New Zealand, phở in Mỹ, phở in the US và Vietnamese phở, đúng không? Thì mình sẽ hỏi luôn câu hỏi đó là What do you prefer, đúng không? Bạn prefer cái gì, đúng không? What do you prefer? Bạn thích cái phở nào hơn, được chưa? Tại sao? Why? Thì sẽ có rất nhiều những câu hỏi hay nữa là bởi vì nó là original taste, vị nó rất là nguyên bản này, vị nó ngon này hay là cái gì đó, thì các bạn bên ngoài sẽ có vô vàn cách để các bạn ý nói về cái món phở này, đây là mình tự hào của mình bàn, đúng không? Cái thứ ba đó là sau khi nhá câu hỏi sau khi này hỏi này, bạn thích bạn đã phở chưa này, có phở ở nước của bạn không, thì câu thứ ba của mình cần hỏi đó là gì nhỉ? Mình hỏi về traditional food của không ạ? Mà mình hỏi về cái gọi là popular food ở bên nước của bạn ấy đi, special food ở bên nước bạn ấy, đúng không? Trao đổi văn hóa luôn, đúng không? Là what is your special food or special dish in your country, đúng không? Ở nước của bạn. Hỏi về cái gì đấy thì các bạn ấy sẽ bắt đầu, các bạn sẽ lôi ra có nhiều món ăn lắm, về bạn ấy sẽ nói ra một món ăn nào đó, thì các bạn hỏi bạn là could you show me the picture, đúng không? Thì mình sẽ cần hỏi các bạn ấy về cái ảnh này, được chưa? Ảnh nó như thế nào? Could you show me the picture? Các bạn sẽ giới thiệu các món ăn, giới thiệu cái món ăn đó, và chúng ta sẽ hỏi là gì ạ? Có những cái gì trong đó, đúng không? Đó là what is the ingredient, đúng không? Cái gia vị của nó là cái gì, đúng không? Và how is taste, cái taste của nó như thế nào? Cái vị của nó như thế nào, đúng không? Đó, và mình sẽ hỏi là bạn hay ăn nó vào những cái dịp nào, đúng không? Đó là how often do you eat it, đúng không? Bạn hay ăn nó vào như thế nào? Ví dụ phở thì mình nói là I eat every day. Còn các bạn ấy ví dụ như là bánh cupcake thì các bạn ấy nói về những cái ví dụ ngày lễ Giáng sinh như là cái gì đó. Mình sẽ biết được rất là nhiều hơn này. Mình vừa biết về nguyên liệu này, mình vừa biết về vị này, đúng không? Còn mình vừa biết về những cái gì đặc biệt khi mà ăn cái món này thì nó sẽ rất là hay, đúng không? Và sau khi hỏi các bạn ấy về những cái câu hỏi về phở này, những câu hỏi về phở nước các bạn ấy này, những cái món ăn đặc biệt này xong rồi nhá, thì các em sẽ recommend các bạn ấy vài địa điểm để ăn.
Tức là I highly recommend. Và mỗi câu này tiếp đúng không? You eat cái gì đó. Bắt đầu này các em nhớ này, các em sẽ đưa cho bạn một vài cái local food của mình và đưa luôn cái địa điểm. Và em bảo các bạn đấy là I think là you need to write it down. Các bạn nên ghi nó lại đi, bởi vì để khi mà các bạn đi đến đây thì các bạn sẽ biết ăn những cái gì. Và đặc biệt nhé, khi mà các em được tinh ý là khi mà các em nói về cái plan của các bạn đấy, các bạn giả sử các bạn bảo các bạn sẽ vào trên, các bạn sẽ vào Đà Nẵng, thì các em sẽ biết ngay là à Đà Nẵng có những cái món ăn gì, và các em recommend cho bạn đấy món ăn đấy, địa điểm đấy, thì các bạn cực kỳ appreciate các em luôn, đúng không? Đó thì cái này là các em phải giúp cho các bạn học viên mở rộng những cái kiến thức xã hội ra đó. Ở đâu đó, ở chỗ nào đúng không? Because này, bởi vì nó là một cái địa điểm rất là nổi tiếng đúng không? Và thu hút khách, mà tôi đã ăn rồi nó rất là ngon, kiểu như vậy. Đó thì đây là một toàn bộ cái sơ đồ của module, sơ đồ mồi của module thứ hai. Và hy vọng rằng là khi mà các bạn giới thiệu đến với học viên thì các bạn học viên sẽ rất là sẽ mồi các bạn học viên để cho các bạn có thể nói, giữ được một cái đoạn hợp thoại rất là tốt cho các bạn, rất là dài cho các bạn bên ngoài đúng không? Chị expect cái này sẽ rơi vào khoảng 10 phút dành cho các bạn ấy. Đấy, 10 phút của môn 1, 10 phút của môn 2, tức là các bạn ấy có thể nói với người bên ngoài được 20 phút rồi đúng không? Đó, đấy là hết.